từng bị Duy Phương xiết tài sản khi ly hôn, vợ đầu tiên Hải Lý lại có cuộc sống giàu sang tột bậc. Người vợ đầu tiên của danh hài Duy Phương là Hải Lý lại có cuộc sống giàu sang sung sướng hơn hẳn chồng cũ sau 24 năm ly hôn. Những ngày qua, câu chuyện của Lê Giang và Duy Phương khiến công chúng không khỏi xôn xao. Thế nhưng nổi bật thị phi là hình ảnh người vợ đầu đáng thương và đầy tự trọng của nam danh hài khi dám đặt bút chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì có bóng dáng người thứ ba, đó chính là nữ diễn viên gạo cội Hải Lý. Được biết Hải Lý sống với Duy Phương suốt 18 năm nhưng cả hai không có con chung. Khi bà đề nghị ly hôn, Duy Phương nhất quyết không chịu, thậm chí ông còn làm căng và xiết hết tài sản của cả hai. Thế nhưng người vợ Tào Khang đã chọn cách bỏ lại hết mọi tài sản chỉ để được tự do và thanh thản trong tâm hồn. Tính đến nay, Hải Lý và Duy Phương đã chia tay vỏn vẹn 24 năm. Kể từ sau khi ly hôn, bà không bao giờ nhắc đến cái tên của chồng cũ hay vợ mới của chồng cũ. Bởi với bà, điều đó là không nên. Nhiều người sẽ hiểu lầm bà mượn danh người cũ để PR. Hải Lý là gương mặt diễn viên truyền hình quen thuộc của khán giả. Bà khá chăm chút ngoại hình, cộng với cuộc sống vô tư nên nhan sắc vẫn mặn mà và được khen trẻ hơn tuổi thật. Nghe tên vợ cũ Duy Phương chắc hẳn ai cũng tò mò. Thế nhưng, nhìn hình sẽ nhận ra ngay Hải Lý là diễn viên quen thuộc trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Tường Vi Cánh Mỏng, Gió Nghịch Mùa, Lối Sống Sai Lầm, Chuyện Tình Mùa Thu, Ông Xã Vạn Tuế. Bà chuyên chỉ các vai mẹ chồng khó tính đanh đá hay các vai độc lẳng trên màn ảnh nhỏ. Sau khi ly hôn với Duy Phương, Hải Lý sống độc thân và chăm lo mẹ già gần 100 tuổi. Bà từng chia sẻ rằng tuổi thanh xuân của mình đã dành hẳn cho chồng cũ. Bất kể điều gì xảy ra, bà cũng chăm lo cho Duy Phương chu đáo. Số phận đưa đẩy cả hai gãy cánh giữa đường. Trái hẳn với cuộc sống chật vật khốn khó kiếm tiền từ quán ăn nhỏ và diễn hội chợ của Duy Phương, Hải Lý lại có cuộc sống giàu sang sung sướng. Nếu Duy Phương vẫn phải ở nhà thuê và còng lưng, nuôi đàn con thơ, thì Hải Lý lại đang sống trong một căn hộ chung cư sang trọng, có giá khoảng 4 tỷ đồng. Không chỉ thế, bà còn có thêm hai căn hộ khác đang cho thuê, tổng giá trị của ba căn hộ này lên đến 8 tỷ đồng. Hải Lý sống trong một căn hộ chung cư sang trọng, ngoài ra bà còn sở hữu thêm hai căn hộ chung cư khác. Nếu không đóng phim, bà thường chăm sóc nhà cửa và nấu ăn. Nữ diễn viên vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bà là một người con chí hiếu khi phụng dưỡng mẹ già 100 tuổi của mình vô cùng tận tình và chu đáo. Mỗi ngày Hải Lý bận rộn với công việc diễn kịch đóng phim của mình, đó là niềm vui và cũng là đam mê của bà. Thời gian rảnh rỗi, bà thường chăm sóc nhà cửa và làm những món ăn ngon cho mẹ ruột của mình thưởng thức. Cuộc sống độc thân đã giúp cho Hải Lý tự chủ hơn mọi chuyện và vô cùng thoải mái trong tâm hồn. Thi thoảng bà cũng hay gặp gỡ bạn bè đi du lịch mà không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Có lẽ chính vì cuộc sống vô tư vô lo mà bà được khen là trẻ trung so với tuổi thật. Thủy Tiên gây bão khi làm điều này cho Công Vinh trong ngày sinh nhật. Không chỉ nhận được sự quan tâm từ công chúng mà mới đây Thủy Tiên đã dành lời chúc ngọt ngào cho Công Vinh nhân ngày sinh nhật. Được biết đến là cặp vợ chồng nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt, Công Vinh Thủy Tiên được khán giả ở nhiều lứa tuổi ngưỡng mộ. Chuyện tình của vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên nhiều năm qua vẫn luôn được đông đảo khán giả dành nhiều tình cảm yêu mến. Mặc dù từ khi mới công khai tình cảm, Thủy Tiên bị nhiều người cho rằng cô là điềm gở của Công Vinh hay chuyện tình này chỉ là một chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Thế nhưng vượt qua mọi định kiến từ dư luận, cả hai vẫn giữ vững tình cảm suốt 9 năm qua và trở thành đôi vợ chồng đáng ngưỡng mộ nhất nhì showbiz Việt. Mới đây trên trang cá nhân, Thủy Tiên đã dành lời nói ngọt ngào cho Công Vinh nhân ngày sinh nhật, kèm hình ảnh anh đang ngồi buộc tóc cho bé gạo. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật 10 tháng 12 bạn trai của mình nhé. Tuổi mới sẽ có nhiều thành công mới, yêu bạn nhiều." Hình ảnh Công Vinh ngồi buộc tóc cho bé gạo được Thủy Tiên chia sẻ lên trang cá nhân. Những người đang yêu thường có những cảm xúc dạt dào để sáng tác những ca khúc về tình yêu, với Tiên cũng vậy. Tiên đang rất hạnh phúc với anh Vinh, những cảm xúc yêu thương của Tiên dành cho người mình thương đã tạo nên ca khúc Chàng Trai Tháng 12. Sáng tác một bài hát bằng tất cả tình cảm dành tặng cho người yêu làm cho tình yêu của Tiên càng nồng nàn hơn. Nhiều người hỏi Tiên về ý nghĩa tên của ca khúc này vì nghe nó hơi lạ tai. Chàng Trai Tháng 12 là tên bài báo đầu tiên có xuất hiện hình ảnh anh Vinh và Tiên, và nó cũng chính là biệt danh mà Tiên đặt cho anh Vinh. Thủy Tiên chia sẻ về ca khúc dành tặng cho Công Vinh năm 2009. Được biết, ca khúc Chàng Trai Tháng 12 mà Thủy Tiên sáng tác cũng dành tặng cho Công Vinh. Với ca khúc đó, Thủy Tiên càng chứng tỏ tình yêu của cô và Công Vinh rất nghiêm túc và thấm thiết ở thời điểm hiện tại.
Trước đó, nam danh thủ xứ Nghệ khẳng định, ngày nào anh cũng nhắn tin cho Thủy Tiên và gửi lời yêu thương đến cô, anh chia sẻ. Tôi nghĩ là tôi luôn lắng nghe và cảm nhận được. Trong ngày hôm đấy, người phụ nữ của mình sẽ có cảm xúc như thế nào để mình nắm bắt được. Đối với tôi, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho Tiên. Để chúc buổi sáng, dành những lời yêu thương nhất với Tiên, suốt 9 năm sống chung, sáng nào tôi cũng làm như vậy. Có thể nói rất ít cặp vợ chồng nào chịu khó tiết lộ cách giữ lửa hôn nhân như Công Vinh, Thủy Tiên. Đặc biệt là với Công Vinh, anh luôn khiến khán giả, đặc biệt là fan nữ vô cùng yêu mến bởi hình ảnh người đàn ông của gia đình. Cũng sau thời gian tạo dựng chỗ đứng nhất định trong showbiz, ca sĩ Thủy Tiên gây bất ngờ với người hâm mộ khi quyết định chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh, khi đầu tư số tiền 1 triệu đô để thành lập công ty. Thủy Tiên cũng chia sẻ số tiền mà nữ ca sĩ bỏ ra đầu tư kinh doanh. Đây là số tiền mà tôi đã dành dụm trong suốt 15 năm ca hát của mình. Với việc tìm hiểu kỹ mọi thông tin cũng như nhận được sự ủng hộ từ phía anh Vinh và người hâm mộ, tôi tin quyết định lần này cho tôi là đúng đắn. Thủy Tiên ngày càng khẳng định hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Tuy bận rộn kinh doanh, nhưng cô khẳng định sẽ không từ bỏ con đường ca hát và vẫn đang thực hiện các dự án âm nhạc mới. Hiện tại, vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đang sống tại một căn biệt thự thành phố Hồ Chí Minh cùng con gái Bánh Gạo. Ngoài nghệ thuật, cặp vợ chồng nổi tiếng còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và luôn được công chúng dành sự quan tâm lớn về cuộc sống đời tư. Vừa về nước, Ngân Khánh giản dị đi chơi cùng chồng đại gia. Hình ảnh Ngân Khánh giản dị đi chơi cuối tuần cùng chồng đại gia khiến mọi người vô cùng thích thú. Tháng 2, 2015, Ngân Khánh tổ chức hôn lễ cùng doanh nhân Thiếu Quân. Hai tháng sau, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi cô đột ngột thông báo tạm rời khỏi showbiz để tập trung vào việc học. Theo đó, nữ diễn viên đang học chuyên ngành sản xuất phim điện ảnh tại Singapore. Các hoạt động trong cuộc sống thường ngày luôn được cô cập nhật đều đặn lên trang cá nhân. Mới đây, hình ảnh Ngân Khánh vừa về nước giản dị bên ông xã khiến mọi người thích thú. Ngoài ra, cô cũng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng khi cả hai đang có kỳ nghỉ tại Việt Nam. Ngân Khánh cùng chồng đưa nhau đi tham quan và ăn uống tại một lễ hội ẩm thực ở quận 2. Chồng của nữ diễn viên gốc Bình Định gây chú ý khi ăn diện quá đỗi giản dị. Hình ảnh vui vẻ của nữ diễn viên và chồng trên phố. Được biết Thiếu Quân không thích gây sự chú ý nên Ngân Khánh rất ít khi chia sẻ về chồng trên mạng xã hội. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Ngân Khánh bất ngờ xuất hiện tại lễ cưới của nữ diễn viên Lê Phương ở Trà Vinh. Theo như chia sẻ của Ngân Khánh, vì là bạn rất thân từ khi cả hai đóng chung bộ phim Tường Vi Cánh Mỏng, nên cô không ngại từ Singapore về chung vui với Lê Phương. Ngân Khánh và chồng Việt Kiều Thiếu Quân cũng được quan tâm đặc biệt khi dự sự kiện sau 2 năm làm đám cưới. Đo độ nóng bỏng ba người tình của Kim Lý, Hồ Ngọc Hà, Trương Ngọc Ánh và Kiko Chen. Hồ Ngọc Hà, Trương Ngọc Ánh, Kiko Chen là tình cũ và tình mới của Kim Lý. Họ đều là những mỹ nhân Việt sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng. Dù khả năng nói tiếng Việt còn hạn chế, nhưng nhiều người phải nể khi Kim Lý có thể cưa đổ những mỹ nhân Việt đình đám như Hồ Ngọc Hà, Kiko Chen, Trương Ngọc Ánh. Khi so sánh ảnh tình cũ, tình mới của Kim Lý, khó có thể phân định ai xinh đẹp và gợi cảm hơn. Kim Lý và Trương Ngọc Ánh. Sau khi đóng chung phim Hương Ga, Kim Lý, Trương Ngọc Ánh dính nghi án phim giả tình thật. Tuy nhiên, cả hai đều im lặng trước tin đồn. Đến năm 2015, Kim Lý công khai tình cảm với nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của fan. Bởi chẳng có gì để ngăn cản cặp đôi đến với nhau. Kim Lý là trai chưa vợ, còn Trương Ngọc Ánh đã ly hôn. Khi yêu, cặp đôi dính như sam tại sự kiện, dành cho đối phương lời nói có cánh và cử chỉ ngọt ngào. Tưởng rằng chuyện tình này sẽ có cái kết đẹp, thế nhưng cuối cùng họ lại chia tay trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Trương Ngọc Ánh phủ nhận tin đồn chia tay do Kim Lý ngoại tình hay người thứ ba xen vào. Lý do cô kết thúc mối quan hệ này là do sự khác biệt về hướng đi trong tương lai. Kim Lý muốn kết hôn sinh con, nhưng Trương Ngọc Ánh chưa sẵn sàng và vẫn muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai vẫn là bạn bè và hỗ trợ nhau trong công việc. Trương Ngọc Ánh không hề kém cạnh các mỹ nhân Việt về độ gợi cảm, thậm chí cô còn được đánh giá cao khi sở hữu nét đẹp đầm thắm của gái một con. Kiko Chen và Kim Lý. Nếu như chuyện tình với Trương Ngọc Ánh, Kim Lý thoải mái công khai bao nhiêu, thì với người đẹp Kiko Chen lại trái ngược. Anh bắt đầu cưa cẩm Kiko Chen sau khi chia tay Trương Ngọc Ánh
và giữ bí mật với báo giới. Sau khoảng 2 năm theo đuổi, gặp gỡ Kim Lý và Kiko Chen chia tay trong im lặng. Nguyên nhân chia tay được Kiko Chen tiết lộ là cô nhận thấy sự vô tâm, căn bệnh ngôi sao của người yêu. Kiko Chen từng giành ngôi vị Á hậu 4 tại cuộc thi quốc tế. Sau cuộc thi này, cô được mời làm giám đốc quốc gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Tỏa sáng 2017. Hiện tại người đẹp đang làm MC cho đài truyền hình VTC10. Cũng giống như Trương Ngọc Ánh, Kiko Chen là một mỹ nữ với số đo 3 vòng hoàn hảo, 90, 59 và 91. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu vẻ đẹp lai giữa hai dòng máu Nhật Việt. Trước khi dấn thân showbiz, Kiko Chen từng là một tiếp viên hàng không khoan thương gia. Cô từng nhận được giải thưởng tiếp viên hàng không đẹp nhất châu Á. Kim Lý và Hồ Ngọc Hà, cặp đôi Kim Lý và Hồ Ngọc Hà bén duyên khi đóng chung MV. Dù sau đó Hồ Ngọc Hà không lên tiếng thừa nhận mối quan hệ, nhưng qua hình ảnh cách xưng hô, nhiều người đoán cả hai đang có một chuyện tình đẹp. Kim Lý và Hà Hồ thường cùng nhau đi dự sự kiện, đi du lịch và gặp gỡ gia đình. Nói về độ gợi cảm thì Hồ Ngọc Hà cũng không kém cạnh Kiko Chen và Trương Ngọc Ánh. Nhiều lần nữ hoàng giải trí khiến khán giả choáng ngợp khi phô diễn đường cong cơ thể, lúc diện những bộ đầm bó sát vô cùng lộng lẫy. Nữ hoàng giải trí khoe đường cong hút mắt.